giờ đã điểm, đã đến lúc Thiên Chúa thực hiện lời hứa của Ngài, đã đến thời viên mãn. Vào một buổi sáng đẹp trời, đời vua Herode nước Giu-đa, trong một ngôi làng nhỏ bé nghèo nàn ở thành Nazareth xứ Ga-li-lê, Thiên Chúa sai sứ thần của Người đến cùng một trinh nữ khiêm cung hiền hòa tên là Maria. Vừa gặp trinh nữ, sứ thần liền cất tiếng chào: Maria là người đoan chính, mà sao lại thế này? Ôi, tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm thế nào? Thôi được, tôi sẽ âm thầm ra đi. Thiên
Thiên Chúa thấu hiểu nỗi băn khoăn lo lắng của Giuse, người sai thiên thần đến cùng ông trong giấc mộng. Hỡi Giuse, con vua David, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Con trẻ Maria sinh ra sẽ là đấng thánh, mà ngươi sẽ đặt tên là Giêsu. Giuse, hãy mau lên đường đón Maria về chung sống. Lạy Giave Thiên Chúa, con xin vâng theo thánh ý Ngài. Mọi công dân đều phải trở về nguyên quán để kê khai hộ khẩu. Giuse thuộc dòng dõi David nên phải rời Nazareth đi về Bethlehem. Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa nhưng vẫn cùng đoàn người bước chân thầm. Trời đông lạnh buốt, màn đêm buông dần, nỗi lo lắng và mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt Maria. Giuse, đêm nay mình trọ ở đâu? Chúng ta sẽ vào quán trọ nghỉ tạm qua đêm. Có ai ở trong nhà không? Làm ơn cho tôi hỏi thăm. Có, xin mời vào. Thưa ông là chủ quán. Vâng, ông cần chi? Chúng tôi ở nơi xa đến, ông còn chỗ trọ không? Thưa, còn chỗ. Nhưng mà, xin lỗi ông có thể qua quán trọ cuối làng thì hơn. Sao vậy ông? Thu thập các phòng trong quán này giá hơi cao. Dạ, bao nhiêu? Một ngày đêm là 5 đồng. Thưa ông, có còn phòng nào rẻ hơn không? Chúng tôi chỉ còn một nến cho suốt thời gian ở đây. Quán chúng tôi không có thói quen trả giá. Xin ông thông cảm, vợ của tôi có thể sẽ phải ở cữ ngay trong đêm hôm nay. Đó là chuyện của ông. Vấn đề của tôi là tiền trao cháu mốc. Nếu cứ thông cảm thì chắc tôi phải đóng cửa quán trọ. Tôi lấy tiền đâu mà đóng thuế thập phân đây? Mẹ ơi, sao mẹ không cho hai bác ấy vào? Con nít, biết gì? Mày không thấy họ sát sơ lại sắp sinh nở rồi sao? Rắc rối lắm. Của nợ thế mà đòi rước vào nhà ấy à? Nhưng mà tội lắm mẹ ơi. Hừ, chỉ rắc chuyện, vào trong đi. Giuse và Maria bước đi mà lòng đau như thắt. Không lẽ con Thiên Chúa lại không có chỗ trú thân sao? Kia rồi, quán trọ kia rồi. Trời tối quá rồi mà không biết có ai cho chúng ta trọ không? Yên tâm đi Maria, chúng ta sẽ tìm được nơi trọ mà.
Chủ quán ơi, xin thương cho chúng tôi trọ qua đêm, chỉ một đêm thôi. Đi chỗ khác đi, làm gì có chỗ cho hai người ở đây. Lại một lần nữa không tìm được quán trọ, Maria mỏi mệt thấy rõ, còn Giuse không giấu được sự lo lắng. Này Maria, hãy chúng ta đến chuồng chiên lừa ngoài đồng kia chú đỡ qua đêm. Vâng, sao cũng được. Maria lên cơn đau vật vã, và tiếng khóc chào đời của hài nhi Giêsu đã làm thay đổi bầu khí lạnh băng của hang đá trong đêm đông. Tiếng thiên thần ca hát và những chú chiên lừa cũng đã kịp đến hà hơi ấm cho hài nhi Giêsu. Xin lắng nghe đi ngon qua tim thật, chúng nhau đàn ca thật to như hòn. Trên đi cùng bán xuống có dương chân, gần nhau hòa tâu kính chúa nghi vọng. In the
ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trước tiên con xin nói lời chúc mừng đến quý ông bà và anh chị em trong ngày mà chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Giáng Sinh, lễ vọng Chúa Giáng Sinh đêm nay. Và chắc chắn cộng đoàn cũng như tất cả chúng con đây, bà cha chúng con rất vui vì thấy cộng đoàn tụ họp rất là đông tối hôm nay để chúng ta mừng Chúa Giáng Sinh, mừng ơn cứu độ của chúng ta. Vậy giờ đây, để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì Chúa đã ban cho chúng ta ơn cứu độ qua Hài Nhi Giê-xu, chúng ta cùng nhau dùng một vài giây phút thinh lặng để nhìn lại trong con người của chúng ta. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Đám người sống trong vùng bóng tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Chúa đã ban cho họ chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan Ngài, như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt. A reading from the letter of St. Paul to Titus. God's grace has been revealed, and it has made salvation possible for the whole human race, and taught us that what we have to do is to give up everything that does not lead to God. And all our worldly ambitions, we must be self-restrained and live good and religious lives here in this present world. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, xin cho mọi người đã được Thiên Chúa tạo dựng biết làm vinh danh Chúa bằng đời sống lương thiện, trong sạch và hết lòng yêu mến tha nhân. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nên cái nhu cầu để mà chúng ta có một ngôi nhà thờ xứng đáng để chúng ta thờ phượng Chúa, thì xin quý ông bà và anh chị em chúng ta thêm lời cầu nguyện để cho chương trình xây dựng nhà thờ của chúng ta được tiến hành mau hơn và được tốt đẹp theo ý của Chúa. Merry Christmas and Happy New Year to you. Chúng ta nhớ cho con ngày 21 tháng 1 năm 2017, và để cho cái ngày đó được thành công tốt đẹp, rất cần những người có sức khỏe công tác đăng ký làm volunteer. Vì vậy có cái danh sách ở dưới những quý nhà thờ, ai muốn đến ghi tên vào dù chỉ là 1 tiếng 2 tiếng rất là welcome. Tin mừng Giáng Sinh bị công an và bị chính quyền chặn lại. Vì vậy chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện thật nhiều cho quê hương đất nước của chúng ta, cầu nguyện thật nhiều cho những nơi đang còn ở trong sự bắt bớ và trong cái sự hận thù và trong cái nạn khủng bố ngày hôm nay. Vì vậy, con xin cộng đoàn đêm hôm nay Đức Giêsu Kitô đến để mang bình an cho chúng ta. Chúng ta nhớ và cầu nguyện. Con nghĩ như vậy là đủ lắm rồi. Bây giờ con mời cộng đoàn chúng ta cùng chuẩn bị đứng lên để kết thúc thánh lễ. Trước khi về, con xin nhắc là lễ ngày mai sẽ là 11 giờ chứ không phải 10 giờ như mọi ngày. Chỉ có thánh lễ 11 giờ, không có lễ 12 giờ rưỡi. Thánh lễ 12 giờ rưỡi sẽ không có từ Chúa Nhật này cho đến Chúa Nhật thứ mùng 5 tháng 2 năm 2017. Vì vậy cho nên xin công đoàn lưu ý thánh lễ vào lúc 11 giờ và chiều có thánh lễ 5 giờ. Và khi ra về xin cộng đoàn lưu ý, vì số lượng người đông cho nên chúng ta cố gắng nhẫn nại chạy xe ra chậm chậm. Let's go! 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 Let's
cơ bản trong ngành kinh tế. Thank you.